Nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương là một trong những kho chứa đá phong thủy lớn nhất Việt Nam. Nếu bạn là một người am hiểu và thích sưu tầm đá phong thủy, thì nơi đây sẽ là địa điểm khám phá mà bạn không thể bỏ qua. Đôi nét về nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Vào năm 2014, khi đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên, một trong những địa điểm du lịch vẫn còn ít người biết đến, chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí với những sản vật từ non cao vô cùng độc đáo và đa dạng. Trong 2 năm làm việc, chúng tôi đã khám phá ra nhiều sản phẩm mới lạ tại vùng đất Ba Gian núi lửa này. Nhận thấy tiềm năng thị trường, nhà sàn đã hợp tác với các nghệ nhân cũng như sự góp ý của những người đồng bào ED, Mền Ông, kiến trúc sư, kỹ sư để cho ra những vật phẩm lạ mắt. Từ đó có thể mở rộng nguồn nguyên liệu, quy mô, chế tác ra những vật phẩm về đá phong thủy ngày càng trở nên đa dạng và chất lượng hơn. Sứ mệnh của nhà sàn là mang các sản phẩm và nền văn hóa độc đáo của Tây Nguyên để giới thiệu đến với bạn bè trong và ngoài nước. Các sản phẩm sẵn có tại nhà sàn đều được làm từ bàn tay của nghệ nhân. Mỗi một sản phẩm sẽ mang màu sắc, kích thước, hình dáng, trọng lượng và khí chất khác nhau. Nhà sàn là kho chứa đá phong thủy lớn nhất Việt Nam với nhiều vật phẩm bằng đá quý đa dạng có thể kể đến như đá thạch anh vụn, đá thạch anh, đá 12 mặt, trang sức đá, đá mã não, đá cansedon, gỗ hóa thạch. Kho đá phong thủy tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Đá phong thủy được biết đến là một vật có khả năng giúp thay đổi vận mệnh, giúp mang lại sức khỏe, tình duyên, công danh, tài lộc cho chủ nhân. Sở dĩ đá có khả năng cải vận là vì đây là loại đá được hình thành từ sâu trong lòng đất, trải qua hàng trăm năm, thậm chí là hàng triệu năm, hấp thụ những gì tinh túy nhất của đất trời, thì đá phong thủy giúp mang đến năng lượng dương tích cực cho con người. Đá thạch anh vụn. Đá thạch anh trong quá trình đẽo gọt và mài dũa từ các nghệ nhân, có sự rơi rớt từ các vụn đá trong quá trình chế tác, tạo thành các vụn thạch anh, hay còn gọi là đá thạch anh vụn. Các nghệ nhân nhận thấy vụn đá này có khả năng chứa đựng năng lượng dương tích cực, giúp mang lại nhiều lợi ích cho người sở hữu chúng. Công dụng của đá thạch anh vụn. Đá thạch anh vụn được biết đến là một vật phẩm mang đến năng lượng lớn. Nhờ vào công dụng của đá thạch anh vụn mà người ta thường ứng dụng vào các mục đích như rải nền nhà trấn trạch. Theo phong thủy, sử dụng đá thạch anh vụn để rải nền nhà sẽ giúp ngăn chặn các trường xấu và âm khí để tạo ra luồng từ trường tốt, giúp cho chủ nhân của ngôi nhà được khỏe mạnh hơn. Lót giường nằm. Lót đá thạch anh vụn dưới giường ngủ sẽ giúp cho bạn có được trọn vẹn giấc ngủ ngon, xua đi những căng thẳng mệt mỏi và kích thích tuần hoàn máu. Rải chậu cây cảnh. Đối với những người có sở thích sưu tập cây cảnh, việc rải đá thạch anh vụn vào chậu cây không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp cho cây phát triển xanh tốt và mang đến một nguồn năng lượng tươi mới, tích cực hơn. Lọc nước và tăng năng lượng cho nước. Sử dụng đá thạch anh vụn vào trong quy trình lọc nước sẽ giúp cho nước trở nên sạch sẽ và tinh khiết hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt vụn thạch anh vào bồn chứa nước sẽ làm tăng năng lượng nước một cách hiệu quả. Các loại đá thạch anh vụn tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Hiện tại, nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương là nơi chuyên cung cấp các loại đá thạch anh vụn như đá thạch anh vụn thô 4x6 rải nền trấn trạch, đá thạch anh vụn thô trắng cỡ 4x6 đổ móng nhà, đá thạch anh vụn trắng cỡ 1x2, đá thạch anh vụn trắng thô cỡ nhỏ 0.3x0.5cm, đá thạch anh vụn đánh bóng. Tiếp đến là đá thạch anh. Đá thạch anh hay còn có tên gọi khác là thủy ngọc, là một trong những khoáng chất quan trọng trên trái đất được tìm thấy cách đây khoảng 300.000 năm. Chúng có khả năng kích hoạt và chuyển giao năng lượng, do đó có sự tác động tích cực đến chức năng của não bộ. Công dụng của đá thạch anh. Đá thạch anh là một trong những loại đá thiên nhiên được dùng trong phong thủy bởi nó chứa đựng sức mạnh kỳ bí. Trải qua hàng triệu năm hấp thụ tinh hoa, đá thạch anh mang đến một năng lượng dương mãnh liệt, được ví như viên đá mang đến mọi sự may mắn, hanh thông trong cuộc sống và công việc. Đối với phong thủy, đá thạch anh thường là một trong những bảo vật được dùng để trấn an phong thủy. Đặt đồng thạch anh trong nhà còn có tác dụng ngăn chặn sát khí, hóa xung giải sát, giúp cho gia chủ làm ăn hưng thịnh. Đối với tâm linh, trong tâm linh, đá thạch anh được xem là vật hộ mệnh, giúp hóa giải hiện tượng bóng đè hoặc tránh khỏi những vấn đề liên quan đến tâm linh, giúp phấn chấn tinh thần và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Đối với trí tuệ tinh thần,
Đá Thạch Anh là sự kết tinh bởi nguồn năng lượng từ đất và trời. Thạch Anh không chỉ giúp tăng cường trí tuệ mà còn giúp cho người thiền định dễ đạt tới cảnh giác cao hơn. Các loại đá Thạch Anh tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Đá Thạch Anh được đánh giá là một trong những loại đá chứa nhiều năng lượng tích cực cùng với ứng dụng đa dạng. Tại nhà sàn luôn có sẵn các loại đá: đá Thạch Anh trắng, đá Thạch Anh trắng nguyên khối, đá Thạch Anh hồng khối, đá Thạch Anh đánh bóng và quả cầu Thạch Anh. Tiếp đến là đá 12 mặt. Đá 12 mặt là một trong những sản phẩm được chế tác từ đá Thạch Anh với đa dạng tên gọi như đá Thạch Anh 12 cạnh, quả cầu Thạch Anh 12 mặt, đá Thạch Anh 12 mặt. Khác với những loại khác, đá 12 mặt được hiểu nôm na là nó có 12 mặt bằng nhau và mỗi mặt có 5 cạnh bằng nhau hình ngôi sao. Công dụng của đá 12 mặt. Đá 12 mặt được chế tác vô cùng tinh tế vì ẩn chứa nguồn năng lượng của đất và trời vô cùng mạnh mẽ, nên chúng được dùng như là tấm bùa hộ mệnh. Khi sở hữu, đá sẽ mang đến công dụng phong thủy như sau: tăng khả năng tập trung. Đối với những người trong tâm thái căng thẳng, mệt mỏi, khó tập trung, thì đá 12 mặt sẽ giúp cho chủ sở hữu trở nên phấn chấn, minh mẫn hơn và tăng khả năng sáng tạo. Cải thiện sức khỏe. Nhờ vào nguồn năng lượng dồi dào giúp xua đuổi tà khí, quả cầu 12 mặt có khả năng làm tăng tuần hoàn máu và đồng thời xoa dịu những cơn đau đầu cũng như ngăn ngừa các bệnh về da. Công việc hành thông. Nhiều người tin rằng việc trưng bày đá 12 mặt tại nơi làm việc sẽ giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực, công việc trở nên thuận lợi suôn sẻ, con đường kinh doanh ngày càng mở rộng. Tình cảm vợ chồng bền vững. Người ta cho rằng sở hữu đá Thạch Anh 12 mặt sẽ giúp hóa giải những hiểu lầm, hiềm khích để từ đó gắn kết tình cảm đôi lứa. Các loại đá 12 mặt tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Tùy vào từng hình dáng, kích thước mà đá 12 mặt được phân thành nhiều loại khác nhau với từng mức giá khác nhau tại nhà sàn mà bạn có thể tham khảo như quả cầu đá Thạch Anh trắng hồng 12 mặt, quả cầu đá Thạch Anh trắng 12 mặt, quả cầu đá Thạch Anh hồng 12 mặt, cặp đá bồ kết 12 mặt và những sản phẩm khác. Trang sức đá. Bên cạnh những trang sức, phụ kiện làm đẹp như vàng, bạc, kim cương, thì trang sức đá phong thủy cũng là một sự lựa chọn đáng giá, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Khác với những dòng trang sức trên thị trường hiện nay, trang sức đá phong thủy không chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bạn, mà còn là vật phẩm mang đến những giá trị phong thủy vô cùng có ích cho chủ nhân. Không giống như những loại trang sức được chế tạo từ khuôn ép và nung, trang sức đá phong thủy chỉ cần được mài xén, gọt giũa thì cũng đủ phô ra hết những vẻ đẹp đặc trưng vốn có của đá tự nhiên. Các loại trang sức đá phong thủy tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Trang sức đá phong thủy không chỉ mang đến vẻ đẹp cho người sở hữu mà còn đem lại những năng lượng tích cực vô cùng mạnh mẽ với nhiều ý nghĩa may mắn. Khi đến với nhà sàn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại trang sức đá khác nhau phù hợp với từng bản mệnh. Vòng tay đá Thạch Anh tóc trắng, mặt dây chuyền hình Phật Quan Âm trắng đá Thạch Anh, vòng tay đá Thạch Anh hồng, vòng tay đá mắt hổ vàng, mặt dây chuyền Như Lai Đại Phật đá mắt hổ vàng nâu, các loại cây lan mặt massage được làm từ đá. Tiếp theo là đá mã não. Đá mã não là một dạng biến thể của đá Thạch Anh được khai thác cách đây rất lâu, từ khoảng 10.000 đến 3.000 năm trước công nguyên. Từ xa xưa, đá mã não được thần thánh hóa như một loại bùa để cầu nguyện, diệt trừ mọi thiên tai dịch bệnh. Đến ngày nay thì nhiều người tin rằng đá mã não mang lại nhiều điều may mắn và giúp người sở hữu trở nên tự tin. Đá mã não có mặt khắp mọi nơi trên thế giới và được trở thành trang sức đá quý bởi mỗi viên mã não sẽ mang đến những điểm độc đáo riêng biệt, mang đến những dấu ấn riêng biệt cho người sở hữu. Công dụng của đá mã não. Nhờ vào nguồn năng lượng tích cực mà đá mã não được chế tác thành vô vàn các vật phẩm phong thủy mang đến nhiều lợi ích như: đối với sức khỏe, đá mã não có tác dụng hỗ trợ chữa lành các vết thương liên quan đến da, dị ứng, côn trùng đốt. Ngoài ra còn giúp kích thích hệ thống tiêu hóa, có lợi cho ruột và dạ dày. Đối với phong thủy, nguồn năng lượng tỏa ra từ đá mã não sẽ giúp loại bỏ sự tiêu cực, giảm căng thẳng, tạo sự cân bằng và hài hòa cơ thể, lấy lại nguồn cảm hứng sáng tạo. Đối với tâm linh, người ta tin rằng sức mạnh quyền năng của đá mã não có khả năng bảo vệ bình an cho bạn, chống lại tà khí, ma quỷ, là lá bùa hộ mệnh không thể thiếu cho những chuyến công tác xa hoặc những chuyến du lịch dài hạn. Các loại đá mã não tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương.
Vì được hình thành trong tự nhiên với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau, mà đá mã não trở thành vật phong thủy được nhiều người tìm mua và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Nhà sàn chuyên cung cấp đa dạng đá mã não bạn có thể tham khảo: đá ngọc mã não, đá mã não phong thủy, đá mã não nâu đen, nâu sữa, phớt sữa, bông vàng. Đá Chalcedon. Đá Chalcedon là một loại đá có trong tự nhiên, được tìm thấy trong lỗ hổng của các loại đá khác nhau, chủ yếu là trong dung nham núi lửa. Thành phần chính của đá Chalcedon chính là thạch anh và các morganite. Sự liên kết này tạo nên một cấu trúc tinh thể đơn tà. Trong khoa học, đá Chalcedon được xếp vào hàng đá băng quý. Công dụng của đá Chalcedon. Vì là đá băng quý nên năng lượng có trong đá Chalcedon cũng tương đương với những dòng đá quý và đá băng quý khác, mang đến những giá trị lợi ích về mặt sức khỏe. Nhờ vào không khí và ether mà đá Chalcedon có khả năng làm bình an môi trường tâm lý, tình cảm của con người. Đối với người dễ kích động, khi đeo trang sức được làm từ đá Chalcedon sẽ giúp điều trị bệnh trầm uất và loạn thần kinh chức năng. Về phong thủy, năng lượng lan tỏa từ đá Chalcedon làm tăng khả năng nuôi dưỡng, mang lại sự thanh tĩnh trong tâm hồn, giúp cho chủ nhân trung thực với cảm xúc thật của bản thân. Về mặt tình cảm, đá Chalcedon có năng lượng hấp dẫn từ người khác giới, làm gắn kết tình cảm đôi lứa, xoa dịu nỗi đau và xua tan mọi muộn phiền, mang lại niềm vui. Các loại đá Chalcedon tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Tùy vào màu sắc mà đá Chalcedon sẽ linh ứng với mọi bản mệnh. Sự lựa chọn chân thật và tin cậy nhất là tìm đến nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương để có thể tận mắt thấy, tai nghe về câu chuyện của sản phẩm về đá. Đá Chalcedon chuyển mã não. Đá Chalcedon xanh ngọc vàng. Trụ đá Chalcedon phong thủy kim tự tháp. Quả cầu đá Chalcedon hay đá Chalcedon phong thủy. Tiếp theo là gỗ hóa thạch. Gỗ hóa thạch được xếp vào dòng đá băng quý với các tên gọi là gỗ đá, gỗ hóa đá, là loại gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất hoặc trong nham thạch qua hàng triệu năm. Với sự biến đổi địa chất, các loại cây sẽ bị chôn vùi sâu trong lòng đất và hóa đá hoặc biến thành than đá. Ở những khu vực đất có chứa silic SiO2, khi gặp điều kiện thuận lợi, đất sẽ ngấm vào các thớ gỗ và khiến cho gỗ cứng như đá. Gỗ hóa thạch sẽ có độ cứng tương đương với đá mã não hay đá Chalcedon. Công dụng của gỗ hóa thạch. Các nhà nghiên cứu cho rằng gỗ hóa thạch mang đến cho con người những công dụng tuyệt vời như: đối với sức khỏe, tác dụng lên hệ thống thần kinh, làm thuyên giảm các triệu chứng đau đầu, đau tiền đình, cải thiện chức năng tuần hoàn máu, phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim, tai biến, đột quỵ. Đối với phong thủy, nguồn năng lượng từ gỗ hóa thạch sẽ giúp xua đi những điều tiêu cực, giúp chủ nhân bình ổn tâm trí và ổn định cảm xúc. Người sở hữu gỗ hóa thạch thường có sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm với những suy nghĩ lớn lao. Các loại gỗ hóa thạch tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương có sản số lượng lớn gỗ hóa thạch nhiều kích cỡ khác nhau, với nguồn gốc xuất xứ hoàn toàn 100% tự nhiên từ Tây Nguyên, luôn sẵn sàng cung ứng cho bạn thỏa sức kiến tạo ngay tại không gian nhà bạn. Quả cầu gỗ hóa thạch. Đá gỗ hóa thạch làm hồ cá thủy sinh. Gỗ hóa thạch phong thủy. Sau cùng là vật phẩm phong thủy. Vật phẩm phong thủy còn có tên gọi là pháp khí. Theo quan niệm của người phương Đông, đó không đơn thuần là vật dùng để trang trí, phụ kiện trưng bày, mà vật phẩm phong thủy còn đóng vai trò mang đến sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vật phẩm phong thủy được chế tác bằng nguyên liệu chuẩn đá quý 100% tự nhiên. Trải qua hàng triệu năm hấp thụ tinh khí của đất trời, các dòng đá có khả năng phát ra nguồn năng lượng dương vô cùng mạnh mẽ, có sự ảnh hưởng tích cực đến người sở hữu. Ý nghĩa của vật phẩm phong thủy. Theo quan niệm phong thủy, pháp khí có hai loại: chấn và chiêu. Chấn tức là ngăn chặn những điều xấu, hóa giải sát khí, và chiêu mang ý nghĩa là vận may, giúp gia chủ thu hút tài lộc. Khi sử dụng hai loại sẽ giúp xua đuổi những xui rủi và giữ của, giữ tiền cho gia đình. Vật phẩm phong thủy có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của gia chủ. Nếu lựa chọn pháp khí phù hợp với bản mệnh, sẽ giúp phát huy nguồn năng lượng tích cực, công danh sự nghiệp thành công, ngăn chặn tà khí và bảo vệ sự bình yên cho cả ngôi nhà. Ẩn chứa bên trong của mỗi vật phẩm là một sức mạnh kỳ diệu và điều này sẽ tác động trực tiếp tới người sở hữu chúng. Do đó, bạn cần phải khai quang vật phẩm. Sau một khoảng thời gian khai quang thì vật phẩm mới có được linh tính. Các loại vật phẩm phong thủy tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương.
vật phẩm phong thủy thường rất nhỏ gọn. Bên cạnh chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt, thì vật phẩm phong thủy còn được sử dụng để trang trí làm đẹp mọi không gian cho ngôi nhà của bạn. Đến với nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương, bạn sẽ được thỏa sức lựa chọn linh vật phù hợp với bản mệnh như long quy đá thạch anh hồng, cốc thiềm thừ đá thạch anh trắng nguyên khối, cốc ba chân đá thạch anh hồng nguyên khối, thổi vàng đá thạch anh hồng, Đức Phật Di Lặc đá thạch anh, cặp kỳ lân đá thạch anh và quả cầu đá thạch anh. Lý do nên tìm mua đá phong thủy tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Đá phong thủy là một trong những vật phẩm được các nhà sàn nghệ thuật săn đón và tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều nơi có thể làm giả sản phẩm, làm mất đi giá trị thực của vật phẩm. Nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương được đánh giá là địa chỉ tin cậy chỉ có tại Việt Nam, nơi chuyên cung cấp các loại đá phong thủy nguyên bản của Việt Nam và được mài dũa từ đôi bàn tay của các nghệ nhân. Đến với nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các loại đá phong thủy Việt Nam độc đáo, mang lại nhiều ý nghĩa tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, may mắn. Nhà sàn chuyên cung cấp các loại đá phong thủy tự nhiên, nói không với nhân tạo hoặc là không mang đến giá trị năng lượng tích cực cho người sở hữu. Mọi sản phẩm của nhà sàn đăng tải trên website đều là ảnh thật nhằm giúp cho khách hàng có sự lựa chọn một cách chân thực và tin cậy. Dựa trên nền tảng kiến thức phong thủy, quý khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn sản phẩm phù hợp với bản mệnh, giúp khách hàng thay đổi vận mệnh theo một chiều hướng tích cực. Nếu là người yêu nghệ thuật, bạn đừng bỏ qua kho trưng bày đá phong thủy tại nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương. Những viên đá quý từ thiên nhiên qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân đã tạo nên những vật phẩm vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Ngoài tác dụng trang trí, tô điểm cho ngôi nhà, thì đá phong thủy còn được xem như một món đồ phong thủy, tạo thịnh vượng và tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương là kho chứa đá phong thủy lớn tại Việt Nam. Nếu có dịp ghé ngang Bình Dương, mời các bạn dừng chân ghé tại nhà sàn cùng chiêm ngưỡng các loại đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam nhé. Nhà sàn chúc bạn bình an, gặp nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.